siêu ơi, đối với các bạn ở trong văn phòng nè, những người chơi hồn cá ở trong phòng ngủ chẳng hạn, thì những cái máy mà không gây tiếng động như Get 4000 nên sử dụng, bởi vì nó không gây ồn ào và ảnh hưởng cho mình. Ok, giờ mình sẽ mở hộp ra cho mọi người xem cái máy nha. Máy Get 4000 hai dòi, công suất 2.2W, nguồn điện 220 2.4, sau khi lên 3 dòi thì mình thấy tốc độ sử oxy nó cũng tương đối giảm xuống lại rồi. Nói chung là vẫn xài tốt. Ok, máy oxy Get 4000. Các bạn để ý nha, cái máy Get 4000 này nó có một cái nút bên hông, lúc này dùng để điều chỉnh cái lượng oxy mà nó yếu. Các bạn thấy không? Cái xoay tròn này của tôi nhập nên nó xoay rất là êm, cực kỳ thích luôn. Xem video của